sợ, họ sợ rằng là mất 100 triệu mà họ không thấy được là mình thấy Chúa, cái đứa con của ông chủ ông còn trao cả cho mình, ông còn không tiếc, huống gì lấy cái vườn nho mà cứ phải lo giết cái vườn nho mà giết con ông chủ. 100 triệu mình cứ ham mà mình không ham với mình thấy Chúa, đúng không? Chúa trao cho đứa con của Ngài duy nhất của Ngài, mình thấy Chúa khi tôi đây mà mình không cảm thấy là vui, mình đem luôn mình thấy Chúa mình trả lại, đem thằng con ông chủ mình giết luôn để mình kiếm được 100 triệu. Rất nhiều người ngày hôm nay chỉ vì đồng tiền thôi, chỉ vì quyền lợi thôi, chỉ vì danh vọng thôi mà dám bán Chúa, dám bỏ Chúa, dám trả lại Chúa. Có không? Có không? Bỏ Chúa không con? Con có bỏ Chúa đâu? Dạ không. Con cha đầy trả hỏi con để là đấy đứng đấy. Đấy, tí mẹ, mẹ hay bà? Dạ mẹ. Mẹ. Con tiền để trả cho con, con thích tiền không? Hả? À, thích tiền không? Con thích cái gì? Con nít thì nó miền quê nó không có tự nhiên được, nó hay mắc cỡ. Con ở miền nào? Dạ con thưa cha, con là Hoàng Anna Hoàng Thị Xuân, con ở giáo xứ Sơn Mơ, ở họ An Tôn. Con đỡ ơn của Chúa thì bệnh của con thì chẳng bác sĩ nào chữa được, thì con bệnh gì? Nó mạnh hạ hình rồi. Con bị bệnh toàn mãn tính, con bị viêm đại dạ tràng và con bị tai biến mạch máu. Chúa nó mạnh hạ hình rồi, run quá rồi, chua rồi. Bé tên gì con? Cha con tên mẹ tên gì riêng. Con riêng bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi. Con được tên gì? Tên gì? Dạ thưa cha, nếu mà con từ ngày con sinh cháu này thì chị được mấy cháu? Dạ con được 5 cháu. Đây chị bao nhiêu tuổi? Con 50 tuổi. Con lo được cháu 3 cháu. Thôi thì khỏi lo thì tôi có hỏi chị lo thế nào thì chị cứ đồ thành ra. Rồi thì chị được ơn gì của Chúa phán vọng nói cho mọi người? Dạ con được ơn của Chúa, Chúa cho con được khỏi bệnh. Bệnh toàn mãn tính, bệnh viêm phế quản mãn tính, và con bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, và con bị bệnh viêm gân khớp, thì con đến bác sĩ cũng bảo con không chữa được khó lắm, thì con xin lòng thương xót của Chúa. Con nhắn tin cho cha, thì cha cũng cầu nguyện cho con, thì giờ đây con được khỏi bệnh và con được nhờ ơn Chúa. Giờ đây con muốn lên con xin, con muốn lên con làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Chị em vỗ tay to lên. Hallelujah! Hallelujah! Mà người nào mà nói hay thì cười thì vỗ tay à? Hả? Còn một người nào quê lên mà lên làm chứng nói thì lập cập run rẩy như vậy, không phải là lời chứng hay à? Hả? Hay là anh chị em chỉ khoái nghe cái nào hay khoái vỗ tay mình mới nghe thôi? Mình phải thấy là đây là lời chứng rất thật, vì chị ấy nói từ trong trái tim của chị ấy nói ra, mà không có văn hoa, không có cầu kỳ, không có màu mè, không có giả tạo gì cả. Đấy, anh chị phải thấy được cái đó, phải nhìn xuyên qua những con người cục mịch quê mùa để thấy được cái lòng tin, lòng thành, lòng đơn sơ chân thành của người ta, chứ phải chỉ nhìn thấy ai mà nói hay, ai mà nói giỏi thì vỗ tay cho to và cười cho sướng mà không. Cái điều đó chưa phải là hoàn toàn đâu. Anh sẽ phải tập như mẹ Maria đã cố gắng giữ mình thinh lặng để nhìn sâu vào nội tâm của mỗi người, rồi làm sao con biết được đến giáo điểm tin mình với lòng thương Chúa mà con đến đây con làm chứng. Dạ con đi bóng huyệt thầy mách cho con, thì con cũng xin số điện thoại của thầy để con đi theo cái bà ở trên Tri Kinh Đức Trọng á. Thế là con đi từ năm ngoái rồi,
con cũng được ơn nhiều lắm. Để con thì tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ Maria. Trời con bé này. Dạ thưa cha, cái năm đó con sinh thì để cha bảo nếu mà giữ được cả con thì bắt cả mẹ. Nhưng con bảo thôi, nếu mà Chúa gọi con về cả hai mẹ con cũng chấp nhận. Thì con xin tạ ơn Chúa. Cuối cùng sao? Quay mất không? Dạ không. Cuối cùng thì mẹ tròn. Dạ. Dạ. Mẹ tròn. Con thương. Hallelujah. Có những người thì nghe luôn loại như vậy bắt đầu đang phá bỏ đứa con của mình liền, đúng không? Có những người những người mẹ như vậy bỏ đứa con của mình, nhưng cái người mẹ này vẫn cứ đơn sơ, vẫn cứ hồn nhiên như vậy. Đây bé cho tặng cho con. Con biết đây là ai không? Dạ Chúa. Chúa, đây cho tặng con Chúa. Đây tặng cho con Chúa nha. Con có thuộc kinh không? Thuộc kinh không? Dạ. Thưa chị em, có lẽ nó chưa biết thuộc đọc về kinh lòng Chúa thương xót. Và đây là chuối mân tôi. À, con có rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 này đã có chưa? Có rồi nha con. Rồi đây cầm lấy. Đấy, rồi đây bé tặng cho con một thứ chuối nha. Biết chuối không? Biết chuối không? À. Biết chuối không? Biết chuối mân tôi không? Thôi thôi thôi, nó ngáp có gì đâu không, nó cầm nó biết rồi nó vẫn cứ thả. Rồi hai mẹ con đi về, xin chị em cứ gọi cho chúng con. Rồi mời anh.